phụ kiện trong giới audio thì rất nhiều, và tùy theo từng mục đích để tối ưu hóa thì chúng ta sẽ có những thiết bị khác nhau. Như đây thì tôi đang cầm Quixin, Quway, ngoài ra chúng ta có QV, QK, hay là ở đây thì Qboy này, rồi Qcore. Sau đó thì những cái thiết bị này này sẽ được cắm lên cái Cubase như thế này. Nói chung là rất nhiều những thiết bị mà chúng ta phải cắm, rồi từ cái này cắm qua cái kia, tạo ra cái sự gọi là hơi bị cồng kềnh cho bộ dàn của chúng ta. Nhưng hiện nay thì Nordos mới ra mắt một cái thiết bị mới để có thể tích hợp tất cả những thứ đó trong một, để tạo ra cái sự gọn gàng hơn cho bộ dàn của chúng ta. Cụ thể thì đây là Cubase Reference, một thiết bị all-in-one được tích hợp rất nhiều những công nghệ ở bên trong. Đây là một thiết bị được sử dụng cái nền tảng bo mạch mới của Cubase thế hệ thứ 3, và nó được trang bị sẵn Qway, Qsync ở bên trong. Bên cạnh đó thì nó còn được sử dụng các công nghệ của Qpoint, và chúng ta có luôn cả một phần nền tảng nối mask của Qcore. Và bên cạnh đó thì cái chân đỡ này thì cũng được sử dụng cái nền tảng công nghệ Softfoot. Nói chung là rất rất nhiều những thứ được tích hợp ở trong đây, và cái mức giá của nó cũng loanh quanh khoảng tầm là hơn 400 triệu. Thì chúng tôi đang có mặt tại buổi offline cũng như là ra mắt sản phẩm mới, cũng có sự góp mặt của phù thủy âm thanh Beyond ở trong buổi ra mắt ngày hôm nay để chia sẻ cụ thể đến những thiết bị này. Nhưng tất nhiên về cụ thể hơn những thiết bị này sẽ như thế nào thì bạn Vũ sẽ có một video phỏng vấn riêng. Còn đây sẽ là video mà chúng tôi phỏng vấn các audiophile tới đây trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Cubase mới của Nordos. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu phỏng vấn ngay bây giờ. Dịu gặp lại anh. Thì hôm nay khi mà anh Hà tới đây và nghe đại diện của Nordos chia sẻ về sản phẩm mới, và trực tiếp anh được nghe, thì anh thấy sản phẩm này như thế nào anh nhỉ? Anh nghĩ cái sản phẩm này nó giải quyết được khá nhiều cái vấn đề băn khoăn của người chơi lâu nay trên cái các cái ổ cắm của Nordos. Ví dụ như là trước Nordos ổ có 8 lỗ, nhưng mà sau khi xài xong cắm các cái thiết bị xử lý nhiễu thì nó chỉ còn rất là ít. Thì cái này hôm nay nó đã giải quyết được cái vấn đề đó, là tất cả nó tập trung vào, và tất cả các cái công nghệ mà hay nhất của nó đó là cũng đều được đưa vào cái sản phẩm này. Và khi mình test, và nó có hay một cái là mình có thể trải nghiệm cùng một cái trải nghiệm nó qua nhiều cái setup khác nhau. Ví dụ như là Direct là mình, sau đó mình qua cái Qway, xong rồi qua Qsync, hoặc là nó xài hai cái cùng lượt. Thì rõ ràng là khi test mình thấy có sự khác biệt rất nhiều. Nó cải thiện cho âm thanh rất là tốt. Tức là... thấy là rất là ok, một cái sản phẩm tuyệt vời. Tức là trên trải nghiệm thực tế là nó đã có sự thay đổi, và nó mang lại những cái điều tích cực hơn cho việc trải nghiệm, đúng không anh? Chính xác. Vâng, là một người kinh doanh cũng như là đã được trải nghiệm qua rất rất nhiều những thiết bị audio nói chung rồi, và cũng như là những phụ kiện cho audio, thì trên quan điểm của anh là những phụ kiện audio nó có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của chúng ta hay không, và cũng như là với thiết bị mới này của Nordos thì anh thấy như thế nào về nó? Nói chung về những cái phần phụ kiện của Nordos thì mỗi sản phẩm nó đều có một cái tính năng riêng, và khi mà mình áp dụng vào thực tiễn thì nó có sự cải thiện rất là rõ rệt. Đối với cái sản phẩm mới này thì chỉ dùng từ gọi là amazing, thật sự là quá là tuyệt vời. Khi mà mình chỉ cần bật tắt một công tắc đổi màu thôi là mình đã cảm nhận được sự khác biệt rất là rõ ràng. Một cái sản phẩm thật sự là rất là phù hợp cho với audio hand, nên có trong bộ dàn của mình. Vâng, thì thay vì trước đây là chúng ta sẽ phải dùng ổ cắm rồi cắm từng cục Cubase, Qsync rồi Qcore các thứ này kia, thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm công tắc là đã có thể tiến hành được A/B testing và có thể thấy rõ được cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Sau khi anh tới đây được nghe chia sẻ về sản phẩm cũng như là anh được nghe trực tiếp sản phẩm khi mà bật tắt các cái thiết bị tích ở bên trong như là Qsync, là Qway, thì anh thấy là khi bật và tắt thì có cái sự khác biệt trong âm thanh không anh ạ? Thì lời đầu tiên là mình thấy là thực sự là khác biệt. Bản thân thì mình cũng một audiophile, nhưng mà cũng không phải là một người có đôi tai nghe tốt lắm.
cũng tạm thời là nghe chút chút thôi. Nhưng mà thật sự ra là mình thấy có khác biệt khi mỗi lần mà thay đổi cái những quy sinh hoặc là quy quay á, từng cục một cục thôi mình cũng đã thấy khác. Và mình rất dễ nghe ra. Thì cái đó là cái mà có thể nói là một trong những cái buổi mà thử đồ sản phẩm mà mình cảm nhận được dễ nhất. Mặc dù là mình đứng cái vị trí không phải là điểm ngon nhất, là mình đứng cái vị trí gần như là phía sau. Nhưng mà mình cảm nhận được và mình thấy rất rõ. Và kiểu như là nếu mà ai hỏi mình là khác biệt làm sao thì mình rất dễ nói và mình tự tin á. Ví dụ như là khi mà thay đổi cái quy sinh là cái màu đỏ đó, đấy, thì mình thấy cái voi của ca sĩ là tự nhiên là nó chi tiết hơn và nó rộng hơn, nó thanh thoát hơn. Đấy. Thì cái đó là cái mà mình thấy là mình cảm nhận theo cái của mình, chứ cũng không biết diễn tả như thế nào. Vâng. Và với một cái giải pháp được tích hợp vào bên trong gọn gàng như thế này, dễ dàng bật tắt như thế này, thì anh thấy à, nó sẽ tạo ra được một cái cảm hứng cho anh dùng hơn, hay là so với những giải pháp trước đây là anh sẽ cắm ở trên những cổ ổ Cubase thế hệ cũ? Thì thực ra đó, nếu mà nói về, chưa nói về tác động tới âm thanh, chỉ nói về cái cách bài trí, cái cách sử dụng, thì thực sự ra là tất cả trong một mà đầy đủ thì nó vẫn gọn gàng hơn. Và mình tối ưu hóa được cái thiết bị đồng bộ về đầu tư, và đặc biệt là về cách hình ảnh nhìn, nghe và nhìn nữa, thì nó sẽ rất là ok hơn. Nếu bản thân mình thì mình sẽ chọn là cái box này hơn nếu so với từng thành phần rồi. Dạ. Vì bản thân mình cũng đang chơi cái âm ly là all in one. Dạ. Vì mình thấy nó tối giản. Dạ. Và nó phục vụ được cái nhu cầu cũng như là cái đầu tư của mình. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh Vũ đã có những chia sẻ rất thiết thực. Cảm ơn Ngọc. Dạ. Cảm ơn Ngọc. Và như vậy thì chúng ta đã được nghe chia sẻ từ các audio file sau khi tới đây trải nghiệm và nghe thử. Thì rõ ràng là những cái thiết bị phụ kiện đến từ Nocdos hay là những cái thiết bị phụ kiện âm thanh đến từ những thương hiệu khác đều có những cái ảnh hưởng đến trải nghiệm âm thanh của chúng ta. Và tất nhiên thì nó sẽ là ảnh hưởng theo hướng tích cực. Và cũng như là về thiết bị Cubase mới thì mọi người cũng rất là thích, bởi vì đây là một thiết bị all-in-one, một thiết bị ổ cắm all-in-one được tích hợp những công nghệ tiên tiến của Nocdos ở đây. Và cũng như chúng ta có thể bật tắt Qsync và Qwave rất là dễ dàng ở đây. Đó. Và mọi người muốn A/B testing thì cũng rất là dễ, bật tắt là đã có thể nghe và cảm nhận được rồi. Và trên đó là video chúng tôi tới tham gia trải nghiệm cũng như là phỏng vấn các audio file sau khi tới đây và nghe thử về một bộ dàn phối ghép cùng với một thiết bị mới của Nocdos. Còn các bạn thấy sao, hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.